Xin chào mọi người. Lần thứ ba em livestream có gì chưa được thì xin mọi người bỏ qua cho em. Em xin ngâm một đoạn kiều, một đoạn kiều nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Ru. Em sẽ ngâm bằng thể ngâm thơ Bồng Mạc. Bồng Mạc khi mà dành cho ngâm thơ Lục Bát, thơ Lục Bát đi ạ, tức là thơ 68. Thì còn gọi vào trong truyện kiều thì người ta gọi là lấy kiều, sau này chúng ta bỏ dấu ớ của nó đi thì gọi là nãy kiều. Thực ra là lẩy kiều. Ngâm kiều, lẩy kiều thì miền Bắc có cách ngâm khác, và vùng Nghệ An, Hà Tĩnh cũng có cách ngâm khác. Vùng Nghệ An, Hà Tĩnh ngâm kiều thì tôi nghe các nghệ nhân ngâm qua YouTube đấy, họ ngâm hơi giống dân ca Nghệ Tĩnh, như kiểu là như thế này. Có lẽ là không đúng lắm nhưng mà như thế này: trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo la ghét nhau, trải qua một cuộc bê dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Thì đấy là cách ngâm kiều mà tôi được nghe một số nghệ nhân ở vùng Hà Tĩnh họ ngâm. Và tôi cho rằng cách ngâm kiều đó thì nó giống với lại mang âm hưởng của dân ca Nghệ Tĩnh. Còn miền Bắc thì khi mà người ta ngâm chuyện kiều ngày xưa ấy, các cụ ngâm thì trong chuyện kiều có ba cách ngâm. Khi mà gọi là lẩy kiều ấy, thì tức là ngâm bồng bạc. Còn có một số đoạn thì để tránh nhàm chán đi thì các cụ dùng lối ngâm sa mạc. Người ta có thể ngâm sa mạc theo kiểu của chèo, nếu là diễn viên hát chèo. Đồng thời với những người khác, nếu mà là đào nương, ca nương thì họ có thể ngâm theo cái lối ngâm sa mạc của ca chủ. Còn ngoài ra thì trong kiều cũng có một đoạn ngâm gọi là kiều oán, tức là kiều trao duyên cho Thúy Vân. Thúy Vân. Chào cho em. Thì cái đoạn này người ta ngâm cũng giống như là trong cung oán ngâm khúc ấy. Nó kiểu như thế, oán mà đau khổ mà. Thế còn bình thường thì các cụ sẽ ngâm gọi là ngâm bồng mạc. Ngâm bồng mạc thì được gọi là lẩy kiều hay là lẩy kiều. Và có một số đoạn thì có thể là các cụ sẽ dùng hai câu là vỉa bồng mạc, thì nó lên cao hơn ngâm bồng mạc. Thì sau đây để dành cho những bạn yêu thơ, đặc biệt là yêu truyện kiều và yêu tiếng Việt, nói như là học giả Phạm Quỳnh ấy, chuyện kiều còn thì tiếng ta còn, tiếng ta còn thì nước ta còn. Và tôi nghĩ rằng là ở bất kỳ một vùng nào, dù có cái cách phát âm khác nhau theo cái đặc trưng của từng địa phương ấy, thì đều là đáng quý cả. Không việc gì phải cảm thấy xấu hổ hay là cảm thấy thua thiệt so với các vùng khác, miễn sao mình cứ nói chậm, nói tốc độ vừa phải và rõ ràng, rõ nghe, rõ ràng và truyền đạt được cái thông tin mà mình đem đến cho mọi người. Còn tất nhiên là khi mình đi ra những nơi khác ấy, thì mình cũng nên học hỏi những cái vùng khác để làm sao mình nói cho nó rõ ràng hơn. Và sau đây thì tôi xin được ngâm một đoạn trong truyện kiều, đó là Kiều đánh đàn cho Kim Trọng lần đầu tiên. Và đoạn thơ này cũng được một số nhà phê bình văn học đánh giá là Nguyễn Du đã đưa cái ngôn ngữ tiếng Việt vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 long lanh, đẹp như hàng châu, hàng ngọc. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe đoạn Kiều đánh đàn cho Kim Trọng lần đầu tiên. Và tôi sẽ ngâm theo kiểu ngâm bồng mạc của miền Bắc. Thực ra bồng mạc là chỉ miền Bắc dùng thôi, chứ còn các vùng khác thì tôi chưa thấy. Đó là theo bà giáo của tôi là nghệ sĩ nhân dân Trần Thị Tuyết dạy. Và cách ngâm bồng mạc này thì khi mà được, thường người ta áp dụng thơ 68, và khi mà được ngâm trong truyện kiều thì người ta gọi là lẩy kiều hoặc lẩy kiều. Xin nhắc lại một lần nữa như vậy. Và sau đây xin mời nghe em chém gió. So dần dây vũ dây văn,
bốn dây to nhỏ theo vần cùng thương. Khúc đầu hán sở chiến trường, nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau. Khúc đầu Tư Mã Phượng Cầu, nghe ra như oán như sầu. Phải chăng kê khang này khúc Quảng Lăng nửa phần luyện chúa, nửa phần tư gia? Trọng như tiếng hạc bay qua, đục như tiếng suối mới xa nửa vời. Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, khiến người ngồi đó mà ngơ ngẩn sầu. Khi tựa gối khi cúi đầu, khi vỏ chín khúc khi trao đôi mày, rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế mà. Đó là đoạn Kiều đánh đàn cho Kim Trọng lần đầu tiên. Và hy vọng rằng là những người yêu truyện Kiều, yêu văn học Việt Nam nói chung và văn học cổ đại, văn học trung đại Việt Nam nói riêng, cũng như là yêu tiếng Việt lại nói chung nữa, sẽ cùng nhau chia sẻ những cái cảm xúc về truyện Kiều cũng như là thơ Nguyễn Du. Thôi còn bây giờ trước khi đi về nhà luyện thanh thế là chán chê rồi, để mai em còn đi đám ma và đi tung hoa ở làm MC, thì xin gửi tặng quý vị và các bạn một bài hát cũng rất nổi tiếng của Phạm Duy, nhưng mà không biết là mình có hát nên nổi nữa không. Đó là bài Nếu Một Mai Em Sẽ Qua Đời. Bài này thì gần đây ca sĩ Ngọc Anh ngày xưa của nhóm Tam Ca Ba có hát ở trong chương trình Perry By Night, và cái bản phối đó thì cũng hay. Tuy nhiên thì có một số người họ lại khen cái bản của Thái Thanh hát trước đây và cái bản của ca sĩ trẻ Nguyên Thảo hát trong nước hơn cái bản của Ngọc Anh. Bởi vì Ngọc Anh hát thì nó ra cái màu nức nở quá, bi lụy quá. Nó cái màu gọi là mọi người gọi là cái màu nó xến màu Perry By Night quá. Nếu một mai em sẽ qua đời, hoa phù đầy người xe nhịp đầm khơi xa xôi, nếu một mai em đốt pháo vui hát theo người, hương cười chia phôi cười mặn tình đời. Nếu một đêm em bước qua thềm mang nặng hồn mềm, em chờ mình trên nhân xuyên. Nếu nửa đêm trăng gió đã êm, bão mưa êm chăn gối ghi tên bia mộ đường quê. Nếu một mai
không còn ai đứng bên kia đời, trông vòi vói, không còn ai, đâu còn ai, trong ngày mai có dư hương người, chỉ là răng dối mà thôi. Nếu về sau em có qua cầu, không chẳng vì sầu, thương chẳng còn đâu mà nói chuyện quên nhau. Nếu vì sao quay gót cuốn màu, dấu chân sâu in vết không lâu, chẳng nợ gì nhau. Nếu một mai không còn ai, nếu một mai không còn ai, nếu một mai không còn ai, không còn ai, thôi không còn ai nghe nữa rồi, thôi em phải đi về đấy, mai em đi còn đi chém gió, mới đi đám ma, đi tung hòa đám cưới và đi chém gió đám ma để kiếm ăn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.